những rủi ro mắc bệnh tim mạch ít được biết đến. Thưa quý vị, nhiều yếu tố góp phần giữ cho trái tim khỏe mạnh và những yếu tố có thể quý vị đã từng nghe trước đây. Song, các bác sĩ cho biết có những yếu tố khác cần phải chú ý để đề phòng bệnh tim mạch. Theo CDC, một trong số những yếu tố này là nguyên nhân gây tử vong ở Hoa Kỳ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá, chế độ ăn uống kém và thiếu hoạt động thể chất sẽ không tốt cho tim. Nhưng theo các bác sĩ tại trường đại học Michigan, có những yếu tố khác có thể gây ra các vấn đề về tim mạch. Chẳng hạn như tình trạng ô nhiễm khiến cho chúng ta hít phải các hạt bụi gây viêm phổi. Mà đây là nguyên nhân khiến cho chúng ta gặp vấn đề về tim. Thiếu ngủ có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Giấc ngủ đầy đủ sẽ có lợi cho tim, đồng thời giúp cho cơ thể chuyển hóa và tăng cường năng lượng. Ngoài ra, thời tiết cũng có thể tạo sự khác biệt đối với tim mạch. Nhiệt độ lạnh khiến cho động mạch co lại, có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim. Và nếu đã bị cao huyết áp, bệnh tim hoặc tiểu đường, nhiệt độ lạnh có thể khiến cho chúng ta có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, đặc biệt là trong quá trình hoạt động thể thao.